Nay Út không có đi làm hả? Không, nay Út được nghỉ, Út nhà hay tắt. Ơ sướng ta. Trái này miền Bắc gọi là trái hạnh nè. Trái hạnh á mình dùng làm gì được? Trái hạnh này nhiều công dụng lắm. Bây giờ Út hái vô xong rồi Út ngâm với lại trộn cái đường phèn để dành uống trị đau họng, thanh nhiệt cơ thể. Cái này mình có thể ngâm với lại nước muối á để uống cũng được. Ở hay quá ha. Cho năm hũ nha. Ừ, nhớ cho năm hũ nha. Để năm hũ luôn nha. Ai, à, mình hái trái hạnh vô mình trộn gỏi nha, ăn cháo gà cháo vịt ngon lắm á. Thì cái này nó có chất chua nè, một hồi Út sẽ nặng bỏ cái nước bớt. Mình lấy cái vỏ của nó mình xắt ra. Trời ơi, một xô luôn. Ừ, mình sẽ ngào với đường phèn. Mình để dành khi nào mà mình muốn uống vậy đó. Mình pha với lại nước đá mình uống. Ờ ơi trái quá trời luôn nè, hái một xô tắt luôn. Đây là trái tắt, thường gọi là trái hạnh các bạn. Lát mọi người vô cùng làm nhúng nha. Rồi Út hái tắt vô, bây giờ tắt này mình sẽ ngâm mình rửa. Ngâm nha, ngâm rửa không đây, tại cái này Út không có tắt nhà, không có xịt thuốc. Còn nếu mà tắt mua thì mình phải về mình phải ngâm với muối. Mình để khoảng nửa tiếng á cho nó sạch vỏ, tại vì chủ yếu là mình ngâm cái vỏ tắc này cho nó ra nó có tinh dầu nè. Rồi uống cho nó thông cổ, thanh nhiệt, trị đau họng, viêm họng đồ rất là hay. À, làm ấm phổi luôn nha mọi người. Bây giờ hai mẹ con đang chuẩn bị đang làm xí muội tắc nè. Mình sẽ sắc ra, mình nặn nước ra, bỏ nước, tắt bớt để mình nhận cho luôn, nên nó chua quá. Mình lấy chủ yếu cái vỏ, xong rồi lát cái mình xào với lại đường phèn. Đường phèn là Út đã đâm nhuyễn ra rồi nè. Đường phèn Út đâm nhuyễn ra rồi nè. Lát cái mình trộn vô lấy lại tắt sắc nhuyễn này nè. Mình xào lên. Út sẽ để thêm một miếng gừng vô cho nó thông nó ấm cổ. Út thích gừng, để vô gừng nữa. Cái mình xào lên xong mình để hũ dành mình quậy nước. Lát là mình làm xong rồi mình quậy nước được uống liền á. Lát mình uống thử coi ngon không nha. Quay cho mọi người cùng uống luôn nha. Tắc thường này là nó thơm lắm á. Nó có hai tên. Cái tắc và cái hạnh nhân. Hỏi không? Trời ơi, chứ đi đâu rồi. Trái hạnh hả? À? Vậy tụi nó hạnh nhân. Anh nhìn ngon quá. Hạnh nhân là cứ có cái hạt. Cái hạt hạnh nhân chứ. Con này là hạnh không à. Tết là người ta trưng trong nhà rồi đó. Chắc ý nghĩa là chắc hạnh là hạnh phúc rồi quá. Hạnh phúc rồi. Con mua đã trưng. Đó, sắc nhuyễn ra vậy nè. Mình lát mình xào cho nó mau chín. Rồi đặng mình xào xong mình quậy nước mình ăn cái vỏ này luôn. Nó không có cứng. Chắc là cái hộp luôn. Giờ Út quậy đường cho nó tan ra nha. Cái đường này phải tan ra xong mình mới thêm tắc. Đây là cái đường phèn. Đường phèn quậy với nước cho tan ra. Nó nước này đường phèn nó tan hết rồi á. Út Út đang quậy đường phèn cho tan hết xong. Giờ mình để tắc vô nha. Tắc cho nó mềm, nó trộn ra đi. Để ngồi cho tắc nó mềm luôn. Mình quậy nước mình ăn vỏ tắc được. Trời ơi, sắc nhiễm mà một cái nãy cái rổ tắc này rổ. Không mấy ký luôn á. 5 ký. Ừ, chắc hơn 5 ký luôn. Lấy ra một chảo luôn nè. Này để mình quậy coi bao lâu là nó rụt uống được. Rụt mình nhắc chảo. Này khoảng 5 ký tắc. Khoảng 1 ký đường phèn à. Hả? Không biết ngọt không, không đây. Tại vì mình ăn bỏ vỏ rồi. Ủa nặng bỏ nước rồi lấy vỏ không à. Nhiêu đây Út quậy với có
một ký đường phèn à, để lát thôi coi nó vừa không vừa mình thêm đường cát vô. Ôi có gì lần này không ngon lần sau mình làm cho ngon hơn chút. Lần này làm cho mọi người rất mình mới là lần đầu tiên làm thôi đó. À, Út quậy tắt cái lại đường phèn như vậy là nó sệt sệt là nó chín rồi nè mọi người. Giờ Út đem ra ly quậy nước đá thử coi nó ngon không nha. Uống cái vị nó như thế nào cho mọi người cùng biết ha. Cho nè, trời nhìn giống như ống mứt á, màu đẹp quá. Không thêm nước hả chị? Đá vô, đá làm miệng quá vô nha. Trời nắng quá uống không đi, nó mát rồi. Út quảng cáo nói ngon lắm, chị quậy uống thử. Chị ơi chị uống thử cho em cảm nhận đi chị. Nè uống thử đi, uống thử cho cảm nhận nha. Sao? Cảm nhận có vị tắc mà thơm à. Thơm hả? Vị ngọt à. Vị the than à. Có đắng lắm không? Hơi nhẫn nhẫn tí, có hơi vị nhẫn. Đúng rồi, tắt ra phải có vị nhẫn. Nhưng mà có cái nhậu ngon lắm. Ngọt thanh thanh, ngon ngọt lắm. Ngon. Chưa mát uống vô được, quá hết sảy luôn. Quá ngon. Uống này chưa uống mát phải không? Ngon quá. Ngon hết sảy luôn hả?